Sáng nay 30 tháng 3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế lập 10 tổ công tác bố trí 10 trạm test nhanh COVID-19 trên địa bàn, trước mắt sẽ thực hiện ở các phường chung quanh Bệnh viện Bạch Mai. Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 5.000 bộ test nhanh từ Bộ Y tế trong tối ngày hôm qua 29 tháng 3. Bộ test nhanh này sẽ có kết quả trong 10 phút cho kết quả chính xác đối với virus SARS-CoV-2. Đây là bộ test nhanh mà Hàn Quốc đã sử dụng trong thời gian gần đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cần khẩn trương cập nhật về phương pháp sử dụng bộ test nhanh, cách lấy mẫu cho các trung tâm y tế của các quận, huyện, thành phố Hà Nội. Tiếp tục đề nghị tất cả các trường hợp đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 cần khẩn trương cách ly, liên hệ với lực lượng chức năng để lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế, đồng thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết cho nhân viên nghỉ và tận dụng tối đa làm việc qua mạng, hạn chế việc lây nhiễm chéo. Theo ông Nguyễn Đức Chung, hiện thành phố đang bước vào giai đoạn nguy hiểm. Dịch COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai đã lây lan ra nhiều tỉnh thành và 20 quận huyện của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể khoanh vùng, xử lý nếu mỗi cá nhân, gia đình có ý thức tự giác.